Sắp Tết rồi. Có bạn nào chuẩn bị rửa xe, rửa bạn nào chuẩn bị rửa xe, rửa nhà và rửa cái đồ đạc trong nhà chưa? Hôm nay mình sẽ chế một cái vòi xịt đa năng rửa xe các bạn ạ. Rửa xe rửa nhà mình chỉ làm bằng cái vòi vòi là khoảng 30 phân nhỉ. Đây đây. 1 2 30 phân. Thì chúng ta hầu như nhà nào có máy phun nước. Máy nước nhân nông dân mình đây làm có máy tưới vải hả? Các bạn thành phố hay là các địa phương khác chắc có thể có máy. Bởi vì chúng ta nhà nào cũng có giếng rồi, giếng khoan, giếng máy các cái. Thì mình mua một cái này. Một cái chụp. Cái của mình là 34. Ôi hơi lỏng nhờ. Bẩn quá, lau qua tí đã. Của mình là 34 thì mình mua 34. Còn bạn nào có 27 thì mua của hãng 27. Ui, một cái chụp này là 3.000. Còn cái này là 4.000. Còn ống 34 có loại ống rẻ nhất là 25.000. Và ống cứng đắt nhất là 45.000. Thì hôm nay mình sẽ chế một cái chụp. Nó chỉ khoảng độ một cái vòi xịt rửa đa năng. Tính ra nó khoảng độ 5-10.000. Nếu cắt độ vài phân này thì cái này là cái này 3.000, cộng vài phân này gọi là 5.000. À 4.000. Vẫn chụp được nhưng mình làm dài một tí, cứ gọi 5-10.000 nhá. Còn cái này thì chúng ta phải mua từ trước, ở nhà chúng ta có đồ chúng ta mua sẵn. Mình cứ cắt khoảng vài phân đi cho đoạn dài cầm nó xịt thoải mái. Đây. Cái này chỉ có hai dụng cụ, nó chỉ có cho máy cắt thôi. Cắt dài khoảng độ vài phân nhá. Đây, 1 cho 3 vài phân để cầm cho thoải mái. Đây. Làm luật nó phẳng phiu để cho dễ lắp vào vòi. Công việc tiếp theo cho lắp vào thôi. Lắp vào trong chúng ta rửa sạch lắp vào. Bôi keo lần sẹo à, nhầm nhầm, đây là nhựa, ống nhựa PPC nhỉ, PVC, nhầm nhầm sang lại keo lần sẹo này làm cây cảnh. Thôi chúng ta cứ bôi nhiều tí, hình như cái này nó hơi cái chụp này hơi rộng rộng tí, nhựa nó xịt lại đấy các bạn ạ. Thôi quấn bôi nhiều tí nhá. Ui, bôi hơi nhiều các bạn ạ, hơi nhiều tí đấy. Không, để một tí cho khô nhé các bạn nhé. Để tí nó khô xong mình sẽ làm sau. Đợi khoảng vài phút cho nó khô keo đã.
đợi một chút nó khô thì mình cắt các bạn ạ. Nên dạo trước mình dùng tới vải đây, mình dùng máy cắt mình cắt. Sau khi mình cắt xong, mình khoan hai cái đường, mình khoan đến ba cái bốn cái lỗ. Như đây là mình tới vải để cho nó mát, nó rộng rộng như này. Còn cái này mình dùng vải rửa thì mình sẽ cắt cái V, cắt dấu cộng các bạn nhá. Mình cắt một đường cộng đây. Mình lấy một hòn đá, à một hòn gạch. Mình đặt vào để cho cắt nó dễ. Ui. Để nó dũng vàng. Để xem là điện thoại có quay đến không. À, may quá điện thoại quay đến. Mình cho lên một tí nha. Đấy. Rồi. Để chính xác mình có thể lấy bút, mình đánh dấu vào, mình cắt cho nó vuông vắn sắc cạnh cho đẹp. Ui, bút không viết được rồi, vào được. Thật ra mình làm để chia sẻ với các bạn mình dùng bút thôi, chứ bình thường mình cắt thẳng thôi, mình chẳng lấy bút vì bút gì đâu. Đây, bút dạ. Ý, được rồi. Để cho đẹp, đảm bảo mình lấy hạt bút mình. Mình cắt một đường vuông góc. Con ơi, đừng đừng cho nhà con ơi. Đấy. Cắt vuông vắn sắc cạnh vào đây. Mình cắt chữ T nhé các bạn nhá, một chữ dấu cộng vào đây. Rồi. Đừng cho nhạc nhá, bắt đầu làm video. Cái nhạc nó bản quyền đấy. Đây là hoàn gạch ba banh, gạch bê tông. Đá này cho nó chính xác, đỡ rung. Cẩn thận nó kẹp đùi vào. Giữ thật chặt vào cho cái đường cắt nó được đẹp. Mình không cắt thủng hết đâu các bạn ạ. Để cắt thủng hết thì nó mình cắt hơi lệch tí rồi. Cắt thủng hết thì nó bị gì nhở? Nó rộng quá. Quẹt chưa? Hôm nay mình mua cái này hơi dày. Thêm một tí nữa. Các bạn ạ. Dày quá. Hôm nọ mình mua cái này nó mỏng hơn. Cái nó mỏng hơn nên cắt dễ hơn, cái này dày quá. Nhưng mà dạo này cái ống này nó kém lắm. Nó hở cho mình mua này chất lượng hơn tí, dày dày lại dày quá. Ôi trời. Làm hơi lâu. Cái đầu bịt nó ở trong nó lại có một cái hàng chất lượng quá các bạn ạ. Nó có một cái gì nhỉ? Một cái gì? Nó làm ra một cái mình gọi là cái gì nhỉ? Nó làm dày quá, để cắt sâu. Nó gọi là núm, núm ra để cho nó giữ cho nó chặt. Thì mình khoan lại hơi khó.
Ủa, hơi lâu ấy nhỉ? Thêm tí nữa. Nếu như mình lấy loại mỏng dễ làm lắm các bạn ạ. Nhưng qua kia mình ra mình lấy thì cái đồ mỏng quá nó lại nó rộng quá. Khi nó rộng thì bị chảy gì nhỉ, nước nó kín nó chảy ngược lại, mình phải đổi cái này. Ở giữa nó có cái núm các bạn ạ, nó khó. Giữa nó tròn này. Này không mỏng, nó dày hơn hẳn. Rồi. Mình làm mỏng mỏng, làm lỗ nhỏ nhỏ nó xịt nó khỏe hơn. Chứ mình khoan hẳn vào thì nó lại cắt hẳn vào thì nó lại rộng quá. Rồi, được đấy. Cái này các bạn nào có lưỡi cơn con ấy, cho vào cưa thì đẹp lắm đấy. Thì thôi. Mình ra mình dạy nhá. Wow. Kiểu như rũ ấy, cho rũ thì nó sẽ đẹp hơn. Rồi hơi khó nhỉ. Dày quá, chất lượng quá. Con ơi. Con mang cho đồ hộp hộp đồ đây kìa, hộp đồ mình của bố ấy. Hộp căng tay ấy. Hộp căng tay ấy. Ừ, hộp đồ ấy. Chắc con nhiều đồ dùng được cái này. Không biết hộp mà xanh xanh bố đi làm cái máu vẽ. Cái căng tay ấy. Cái đấy chỉ nào cũng dùng được cái này. Cái này dày quá, mấy năm bố làm cái này nó không không dày nên nó mỏng dễ làm, cái này dày quá. Được chưa? Đây đây ơi. Được rồi. Đây là cái hộp đồ hiến máu các bạn ạ, hiến máu người ta cho. Thế nào có gì đâu. À đây đây có cưa. Đây lấy cưa này này. Còn cái gì để dùng đâu? Nó cưa lưỡi cưa này thiếu rũ ấy là nó mịn mịn các bạn, làm nó mới xịt xa. Rồi được rồi đấy, bên này hơi căng, bên này hơi căng, căng quá. Cái này cái gì nhỉ? Đây này, bố mới dùng mấy cái đấy. Thôi được rồi. Bên này nó hơi căng, muốn xịt thêm một tí nữa. Có cái nó làm dễ hơn nhỉ, cái đấy. Mình làm rộng quá thì nó xịt không khỏe các bạn ạ, phải cho nó nhỏ nhỏ thôi. À đây, lấy cái dụng tay. Tận dụng hết cái đồ đồ này rũa cho xịt mà các bạn ạ, cho nó. Đấy. Để cho nó cái xịt này nó thẳng, nó không bay lung tung. Làm cái đồ rửa nhà các bạn ạ, Cho nhà ăn Tết. rửa nhà ăn Tết, rửa xe máy hơi mất công,
Các bạn trước mà khi mình xịt vào cái này, như các bạn chia sẻ mình làm vải bằng cái kiểu làm như nào thì mình chia sẻ cái này mình xịt. Chứ mình có cái khác rồi. Có là hơi cầu kỳ chút nhỉ. Thì thôi. Để trải nghiệm vui vẻ các bạn ạ. Thôi test thử nhá. Mà các bạn đi xem với mình, xem mình xịt rửa xe, xịt đa năng xịt như nào. À đi xem mình cầm cho bố nhá, cầm điện thoại cho bố để bố buộc vòi. Mình đã để sẵn cái vòi nước ở đây, chảy vào cây. Con cầm cho bố, qua đây. Cầm cho bố. Úi dồi ôi. Ôi, tưới đẫm hết cả cây này á. Con cầm cho bố con ơi. Cầm cho bố để buộc dây cái. Là cầm cho bố. Cầm cái máy cái này cho bố. Quay vào cho bố nhá. Đi xa xa tí nó bắn nước. Ui giời, hơi rộng. Bắn nhỏ tí các bạn ạ. À. Rồi, làm cái xịt ra nha. Không cần buộc dây. Thì chúng ta làm nhỏ một tí nhé các bạn nhá. Được không? Mình làm nhỏ một tí các bạn ạ. À. Cái này hơi rộng rồi. Đây mình có thể là xịt tưới cây. Rửa cây các bạn ạ. À. Đây rửa cây. Cái bồng chúng ta bị nhện đỏ cho nó rửa bằng cái này. Đấy. Cho nó rửa bằng cái này. Rửa nhện đỏ. Hoặc là cái vải của chúng ta mà khó ra hoa, chúng ta xịt xương, giả hơi xương lên ngọn vải. Đấy, giả xương lên ngọn vải. Thì cái này nó hơi rộng một chút, thì chúng ta cho nhỏ một tí nhé các bạn nhé. Cho nhỏ một tí nó xịt khỏe hơn. Xịt ngọn vải. Con đâu có mang cái đầu kia cho bố mới. Cái đầu vừa rồi ấy, để bố thử hai cái. Ừ, được rồi, mang cho bố. Rồi ra rửa xe, rửa nhà. Cho làm chặt một tí nhá. Để con vứt đấy. Rửa nhà. Rửa xe. Đỡ phải bóp vòi các bạn ạ. À. Các bạn làm nhỏ đi nhá. Có thể mình làm nhỏ một tí, cái này hơi to. Nhỏ một tí áp nó khỏe hơn. Đấy, chúng ta làm nhỏ một tí. Mình khoét nó hơi rộng một tí rồi. Do cái chụp nó dày quá. Xịt nhà, xịt cửa, rửa nhà, rửa cửa các bạn ạ. Xịt rửa nhà. Mình khoét hơi rộng. Thế cái này có thể mình dùng bằng cái xịt kia cũng được nhé. Mình lấy cái đầu xịt kia mình vừa bảo con mình mang ra. Là mình đầu xịt ngang. Cái này là nó để cân đối. Xịt ra bốn góc. Mình lấy lại xịt ngang xem nào. Đây cái xịt ngang của mình đây. Vậy là mình rửa bằng cái xịt này cũng được các bạn nhá. Xịt thế thì chúng ta làm bằng cách này cũng được. Cái này dễ hơn. Thẳng hơn các bạn nhìn này. Đấy. Khỏe hơn, tập trung hơn. Vậy là khi đi chúng ta mua thì chúng ta nhớ mua cái chụp nào mà nó mỏng mỏng nhé, nó dễ làm hơn, cái chụp kia dày quá khó làm. Đây cái này mình làm một đường thôi. Đấy, rửa xe. Bằng máy mình là máy 750, máy tưới ao bình thường thôi, không phải máy hỏa tiễn. Đây còn mình xịt cây vải đây các bạn nhìn này. Đấy. Rất là cao. Đấy xịt cây vải các bạn nhìn thấy cái ngọn vải mình không? Đấy, đây là ngọn vải kìa hơn 10 mét đấy.
hoặc chúng ta xịt lên nhà mùa hè mà nóng đấy, nóng được chúng ta xịt cao không đây đấy, xịt mãi nhà mình đi cả đấy, rửa nhà đấy, lên đỉnh bếp nhà mình rất hay các bạn ạ. Thì nếu mà khó làm mà kiểu bốn cạnh thì chúng ta làm hai cạnh này thôi nhá, rửa nhà rửa sân một cái chục 3.000 keo, keo mà chúng ta mua về chúng ta làm nhiều việc khác. Ống thì chúng ta cắt dài cắt ngắn, nếu cắt được 10 phân cũng được, 5 phân 10 phân được thì chỉ khoảng 5.000 thôi, không tính keo tính ấy thì đấy, rửa nhà rất hiện đại. Đây cái vải mà sau khi chúng ta phun sương để cho vải ra hoa, hoặc là khi vải hoa đậu xong quả nó bẩn nhiều sâu nhiều tàn hoa cũ, chúng ta rửa này cho xịt sạch sẽ. Hoặc một số cây bồng cam mà cây có múi nó có con nhện đỏ, chúng ta rửa rất hay. Đấy các bạn nhìn, vậy là làm bốn cạnh không bằng hai cạnh nhá, làm hai cạnh thôi, bởi vì chúng ta không phải đi thợ rửa xe hoặc là rửa nhà chuyên đâu, chúng ta tự dụng, cho nên đấy là một cách làm rất hay. Đấy, rất hay. Đấy. Rửa nhà rửa đồ, thôi mình kéo ra mình phun cái cây vải các bạn nhìn nhá, đây rửa cây cảnh sâu bọ nhiều, rửa cái đấy sạch, rửa đồ các kiểu. Nếu chúng ta mua một cái máy sắm á, ôi gọi vải gặp, chúng ta mua một cái máy nén nó mất mấy triệu đồng. Một cái máy nén mấy triệu đồng, rất khỏe các bạn nhìn này. Đấy, để lắp đầu vòi rất là khó. Nhưng các bạn cái này chỉ việc mua cái máy, có cái máy rửa đồ nhà mình phun cây, tưới cây, phun rất hay các bạn nhìn chưa. Đấy, hỏi cả, chào các bạn nhá. Thôi mình chỉ phun ví dụ như vài cái ngọn vải thôi. Đây, cái vải mình cao 7m, 8m đấy, phun trên ngọn, đỉnh ngọn kìa. Vậy làm cách này hay hơn cách vừa rồi nhá. Thôi mình rút cái này ra, mình cho các bạn xem lại cái cách làm này. Ai gọi điện thoại mà mình rồi. Đây nhá, chúng ta nhìn này. Cái này mình chỉ kia cưa một đường thẳng. Như vậy cái này nó mỏng cho nên nó không như kia nó không tập trung bằng. Chào các bạn nhá, mình nghe điện thoại người ta đây. Cảm ơn các bạn xem video của mình.